là 93. Xăm núi trái nha cô chú anh chị, mấy cây này đâm chồi lại hết à. Em xin đo hoành. Hoành cây này nó là 10. Chiều dài là 15. Kính bầu là 19. Mã số 93, em xin giao lưu là 550.000, em bao ship ạ. Mã số 93. Mã số 94. Hoành em đo ngay vị trí ở đây là 13 nha cô chú anh chị. Chiều dài là 23. Kính bầu là 19. Mã số 94, em xin giao lưu là 550.000, em bao ship. Mã số 94. Cô chú anh chị nhớ chốt đúng mã số, em sẽ gửi đúng cây nha cô chú anh chị. Mã số 95. Hoành em đo ngay đây là 14. Chiều dài là 23. Kính bầu 15. Mã số 95, 650.000, em bao ship. Mã số 95. Cái này đế nhỏ nè mọi người. Mã số 96. Cây này hoành nó cỏ cây giết long thôi cô chú anh chị, nhỏ thôi. Em đo chiều dài của nó là 19. Kính bầu là 16. Mã số 96, 400.000, em bao ship. Mã số 96. Mã số 97. Hoành thân cây này nó là 14. Chiều dài 20. Kính bầu 19. 97, 500.000, em bao ship. Mã số 97. Rồi mã số 98. Cái này đế nở nè cô chú anh chị. Em ra hoành đế là 19. Còn hoành ngay đây. Ngay đây là 12. Chiều dài là 22. Kính bầu là 18. Mã số 98, 500.000, em bao ship. Mã số 98. Mã số 99. Hoành ngay đây là 14. Còn em đo hoành ở vị trí này là 12. Chiều dài là 26. Kính bầu là 18. Cây này đế nở nha cô chú anh chị. Mã số 99, 550, em bao ship. Mã số 99. Mã số 100. Cây này lắc lượng đẹp nè, đế nở luôn.
vị trí này là 15. Quạnh ở đây là 13. Cái này đẹp cây nha cô chú anh chị. Chiều dài là 30. Kính bầu 17. Mã số 100. 650.000 em bao ship. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem, mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160355.